đến tham dự chương trình ngày hôm nay có đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, Minh Anh, phu nhân của Đại sứ Vũ Quang Minh. Vâng, có thể là do tiết kiệm điện và cũng có thể là do quá tải. Vâng, có lẽ là cái quá tải thì nhiều hơn, cho nên là và cái điều gì mà chúng tôi không thể biết. Vâng, cũng có thể do cái ảnh hưởng gì đấy, người ta sợ là vì quá tải thì chập điện. Vâng, các bạn cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh. Bị bốc cháy. Vâng ạ, quá tải. Khói đang bốc lên ở trong khu vực này. Khẩn trương nhanh đi. Các bạn giãn ra đi. Khẩn trương đang bốc khói rồi. Đang bốc khói các bạn ơi. Rất nguy hiểm. Đang có là khẩn trương các bạn đi ra khỏi ngoài đi. Đề nghị là phía trước khẩn trương đi. Phía trước khẩn trương đi, đằng phía trước phải nhanh chóng. Như vậy là trong khu vực của cái nhà bếp đã bị chập điện. Vâng ạ, chương trình tổ chức công phu rất là lâu, nhưng mà đến bây giờ thì do cái sự cố điện cho nên tất cả mọi người phải rời ra khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn. Và đây là cái điều, cái sự cố nó ngoài ý muốn. Vâng ạ, chúng tôi tất cả mọi người đã ra khỏi và an toàn. Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh bà con nhiều người đã phải trèo qua cửa sổ để vượt ra ngoài, nhưng mà không sao cả. Đây. Tránh cho ô tô đi, em đứng ở bên này. Vâng. Đã, các bạn tránh ô tô họ đi cái cho là thoát cái khu vực này cái. Vâng ạ, một cái sự cố mà nó ngoài ý muốn. Tức là ngoài ý muốn như bà con ta ra. Và bây giờ chỉ có khói bốc lên chứ còn không có ngọn lửa. Như vậy chúng tôi cảm thấy là rất là an toàn. Không sao. Nói tóm lại, tức là cái chương trình ngày hôm nay có thể tạm dừng ở đây, vì khi mà điện nó mất thì mọi công việc sẽ phải diễn ra một cách nó ngoài sự mong muốn. Vâng ạ. Vâng ạ, nhiều người đã phải bắt ghế để đưa ra. Và chúng tôi cũng đã ngửi thấy cái mùi khét. Vâng ạ, nhà báo Quỳnh Nga đang tiếp tục nhảy trong cửa sổ. Vâng ạ, nhà báo Quỳnh Nga đã thoát ra khỏi rồi. Vâng, rất nhiều chị em phụ nữ đã phải vượt hàng rào. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, đây là cái sự cố ngoài mong muốn. Đề nghị nhạc sĩ Dũng phải chuẩn bị cái cốc bia để tưới vào trong kia nhá. Không được uống bia, để dự trữ nước. Vâng, các bạn đã nhìn thấy hôm nay có khoảng độ 400-500 người từ khắp mọi miền ở các nơi đến về dự cái chương trình ngày hôm nay. Chương trình áo dài ẩm thực lần thứ nhất tổ chức tại Berlin vào lúc 10 vâng ạ, và ngày 16 tháng 10. Nhưng mà chương trình mất điện liên tiếp từ bắt đầu chương trình và sau đấy thì là bốc khói lên ở trong khu vực bếp. Như vậy chúng tôi đã nhận thấy rằng cái sự cố điện có thể do quá tải, cũng có thể do vấn đề kỹ thuật. Đây là khu vực trung tâm nhà văn hóa của nằm trong khu vực trung tâm thương mại Thái Bình Dương. Vâng ạ, lúc trước thì chúng tôi đã chuyển đến quý vị các bạn những cái hình ảnh ở khu vực ẩm thực ba miền. Và sau đấy thì là chương trình chuẩn bị bắt đầu. Nhưng cái sự cố điện liên tiếp nó xảy ra và cuối cùng thì nó đã bốc cháy ở trong khu vực bếp, và chúng tôi đã ghi được cái hình ảnh mà quý vị các bạn cũng đã biết, nhìn thấy cái khói bốc bùng lên. Và đến bây giờ thì tất cả các cái
các nàng phụ nữ, chị em phụ nữ với áo dài thiết tha đã vượt ra khỏi vòng ngoài bằng cửa chính. Đây, các bạn cửa phụ. Vâng. Vâng ạ, yên tâm rồi, không sao cả. Vâng ạ, tất cả các đồ đạc, quần áo của chị em tiếp tục ra. Vâng. Đây là cái sự cố nó ngoài ý muốn, mong là quý vị các bạn cũng thông cảm. Vâng, lúc này là phải quên nhạc toàn bộ hệ thống ra, giữa nó cháy thì làm ảnh hưởng hết tất cả. Vâng, là vẫn còn anh em chị em ở trong khu vực này.